ngày 30 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án Việt Á. Trong đó, ngoài ông Nguyễn Thanh Long, có các ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Nguyễn Văn Trịnh, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng, Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. Theo cáo trạng, đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, Bộ Khoa học Công nghệ phê duyệt đề tài nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19. Đề tài được giao Học viện Quân y chủ trì, công ty Việt Á phối hợp thực hiện. Kinh phí gần 19 tỷ đồng, trích từ ngân sách nhà nước. Trong khi đó, ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, bị cáo buộc biết rõ đề tài nghiên cứu kit thuộc sở hữu nhà nước, công ty Việt Á sử dụng kết quả không đúng quy định, nhưng đã không thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý của mình. Ông còn để Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức họp báo, ra thông cáo báo chí về kit Việt Á, trực tiếp ký quyết định khen thưởng, ký tờ trình đề nghị Thủ tướng khen thưởng công ty Việt Á, chỉ đạo một thứ trưởng ký công văn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giúp công ty được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 không đúng đối tượng.